income is not always rainbows and butterflies. It demands a lot of work and effort till you get on the right track. However, if you're really serious about it, you will create your own passive income sources that will pay off in the long term. Rainbow and butterfly đó là không phải lúc nào dễ dàng, không phải lúc nào cũng là xuôi gió. Nó yêu cầu là cũng đòi hỏi rất là nhiều nỗ lực và công sức đến khi bạn là đến khi bạn đi đúng đường, bạn tìm được con đường đúng đắn. No, không phải đúng đắn. Bạn tìm được. On the right track. Con tàu đi đúng cái đường dây của nó. Đúng rồi. Và nó đi vào quỹ đạo đúng. Đúng rồi, cho đến khi mà việc bắt đầu đi vào quỹ đạo đúng. Cho đến khi tình hình mà việc của bạn đi là bắt đầu đi vào quỹ đạo đúng. Thứ hai là cái từ đường, cái demand a lot of work. Thì nó không có nghĩa là gì. Nó đòi hỏi bạn phải làm việc vất vả, đúng không? Và nỗ lực nhiều, chứ không phải như em nói là gì, đòi nỗ lực công sức gì, đúng không? Mà là phải rất nhiều và nỗ lực lớn, đúng không? Cho đến khi mà mọi việc đi vào quỹ đạo. Tuy nhiên thì nếu bạn thực sự nghiêm túc về cái việc kiếm thu nhập thụ động này thì bạn sẽ tạo ra cho mình nguồn thu nhập những nguồn thu nhập thụ động mà thành công không thể làm giảm. Thế thì nghe nó không thuần Việt. Những nguồn thu nhập thụ động mà thành công có thể làm giả. Những nguồn thu nhập thụ động thành công thì làm giả. Đấy, vẫn không nghe không thuần Việt. Thế là những nguồn thu nhập thụ động thành công. Thế là cái chủ thành công nó không ngăn. Những nguồn thu nhập thụ động có thể nuôi sống bạn như thế nào? Nuôi sống bạn cũng được nhưng mà chưa hay. Tạo ra tiền. Nếu mà thực sự nghiêm túc về nó này, bạn có thể tạo ra những nguồn thu nhập thụ động mà gì đó trong dài hạn. Bền vững. Bền vững nữa. Đúng không? Mà hình thành một cái bền vững trong thời gian dài. Đối với cái video YouTube nhá. Khi mà mình đã có tiền quảng cáo trên YouTube thì càng ngày cái độc giả xem, khán giả xem nó càng nhiều rồi. YouTube càng nhiều lên thì tiền quảng cáo cho mình dành mình càng nhiều lên, đúng không? Và những điều đấy thì thế này, chúng ta mất thời gian ban đầu có thể mất 4-5 năm, thậm chí là đến 10 năm, nhưng sau này chúng ta nghỉ hưu dài hạn luôn, đúng không? Đấy, anh nghĩ là như thế. Cái phần lúc anh nói anh không đánh bạn là bây giờ lúc 35 tuổi anh đã nghỉ hưu rồi, 35 tuổi anh đã nghỉ hưu rồi, tức là anh ấy đầu tư bất động sản đó. Đầu tiên là anh mua những cái mảnh đất ở rìa ngoài thành, sau đó bán ra đây. Thế đến lúc 35 tuổi anh ấy có 8 tỷ anh nghỉ hưu luôn, không làm gì, bây giờ chỉ đánh hôn. Các kiểu yêu chân tiêu thì hai chân tiêu nhà. Nó là dân ngoại ngữ đấy. Dân ngoại ngữ không bao giờ để bảo người công kinh cái mặt trái của nó là bây giờ ta quên ngoại ngữ. Có chẳng hình đến người ta cười sướng quá, không có gì để phấn đấu. Dân ngoại ngữ thật ra 30 năm tuổi lại xếp được làm để em đến nhà. Thì đấy, nhưng mà bạn ấy lại kết hợp luôn cả cái việc chơi gôn quán ra bạn bán đồ đánh gôn. Thế là ra sân gôn, đánh gôn xong là bán luôn cái đồ đánh gôn cho những người chơi gôn cùng. Đấy, vẫn là làm, nhưng mà làm nó kiểu rất sướng. Trước ngày trên Facebook của bạn ấy thấy đăng ảnh và hôm nay giải thưởng này như thế kia, lúc nào thấy thì cánh đồng bắt ngát. Đi ô tô. Cái nghề bán đồ gôn là phải mài mông ở trên sân gôn, nhưng mà mỗi lần sân gôn phải là mấy triệu em. Ngày xưa chỉ là công ty gôn. Tóm lại là nếu chúng ta tư duy theo kiểu đa số thì chúng ta sẽ sống được đến nghỉ hưu. Nếu chúng ta tư duy khác hơn trước, chúng ta có một cái sự không giống ngay từ trẻ thì chúng ta sẽ nghỉ hưu sớm đấy không? Nói chung là thế chúng ta phải cố gắng là tách ra khỏi đông. Người giàu nhất thế giới là đấy họ nghỉ hưu thì anh thật ra không cần phải giấu thế giới đâu, anh thấy rất nhiều bạn họ chỉ biết giấu mình thôi, nhưng mà họ không giàu nhưng mà họ sống rất là nhàn á. Mình 8 giờ đi làm đường tắt, cũng phải cố là làm chúng nó 10 giờ rồi mới dậy, 10 giờ chúng nó ra ngoài đường không tắt, đúng không? Mình hôm mặt 5 rưỡi đi làm về chúng nó 2 giờ nó về rồi, đường cũng không tắt. Cái tóm lại là gì? Nó khác người, nó là cuộc sống nó khác hẳn mình. Thật sự là mình thấy là đúng là mình học cho lắm mà nó cùng tư duy không thay đổi thì